Chào mừng quý vị và các bạn đã lại với kênh Đại Vương Thì đến video này, Vương xin chia sẻ cho anh chị và các bạn Cách xem lại cái mật khẩu wifi trên tất cả các thiết bị di động nha Thì hiện tại là mình sử dụng trên cái điện thoại Android Mình sẽ xem Android trước nha Hiện tại là cái wifi này, mình quên cái mật khẩu Thì mình sẽ vào trong đây Nhưng mà cái điện thoại này đã được kết nối nha Cái wifi của nó là Trân Nguyệt Phước Phước này Đó, wifi đã được kết nối Thì làm sao để xem được cái mật khẩu này thì mình sẽ vào cái phần cài đặt này vào wi-fi mình bấm giữ wi-fi này nha thì nó sẽ có cái bánh răng đây chúng ta sẽ bấm vào cái bánh răng ở đây và lúc này nó có cái mã qr này chúng ta sẽ bấm vào cái mã qr này nha đây là cái mã qr của cái wi-fi cục phát wi này và chúng ta sẽ bấm là lưu hình ảnh thành rồi nó đã lưu rồi đó Bây giờ chúng ta sẽ thoát ra. Chúng ta vào cái phần điện thoại này. Chúng ta kéo qua đây nha. Quét mã QR. Chúng ta quét mã QR và chúng ta sẽ bấm vào ảnh này. Rồi chúng ta chọn cái ảnh hồi nãy. Và chúng ta sẽ bấm xong là nó sẽ tự động nó ken cái mã này rồi nó kèm cái mã rồi cái mật khẩu wi-fi của cái cục phát wi-fi này là Trưng Nguyệt Phước Phước luôn nha Cái mật khẩu này nó tương đồng với cái uh, tên wi-fi này luôn rồi bây giờ là mình sẽ xem cái mật khẩu wi-fi trên cái điện thoại iPhone rồi mình sẽ bấm vào cái phần cài đặt mình sẽ bấm vào cái phần mà cái wi-fi này. này wi-fi Trưng Nguyệt Phước này thì cái iPhone này xem nó xem cái mật khẩu nó rất dễ dàng các bạn. và Vương sẽ bấm cần bấm vào cái mật khẩu của Wi-Fi này. Đó, thì cái mật khẩu đây, nó đang ẩn đây. Chúng ta sẽ bấm chạm vào luôn. Đó, như vậy là cái mật khẩu này. Chúng ta xem nó nhanh hơn cái Android nha các bạn ơi. Rồi, trưng cái phước, cả tên Wi-Fi và đặt cái, cái mật khẩu này. Vâng, vừa rồi là Vương vừa chia sẻ cho anh chị các bạn hai cách để mà xem mật khẩu Wi-Fi trên thiết bị di động cái thứ nhất là xem trên thiết bị Android và cái thứ hai là xem trên thiết bị US các bạn nào thấy cái cách nào hay hơn thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé Cảm ơn chị các bạn đã quan tâm theo dõi Nếu theo video này hữu ích thì hãy cho Vương một like và đăng ký kênh Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye